Phúc chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì khá là lâu rồi giờ Phúc mới quay lại những kênh YouTube của Phúc nha. Thì hiện giờ là Phúc đang có mặt tại cái vùng rừng mưa ở này nè cô chú anh chị. Tháng này là mưa khá là nhiều luôn. Ngày đêm thì do là thời tiết bão hay gì đó thì mưa khá là nhiều. Và bây giờ Phúc đang ở trong rừng này nha. Và Phúc, hôm nay có một đứa em đồng hành với Phúc, đó là em Bình nha. Rồi anh em sẽ tiếp tục đi tìm thức ăn này. Và hy vọng là mình Phúc với lại Bình sẽ tìm được rất là nhiều những con cá ở đây. Bây giờ Phúc với Bình đi câu cá của chú anh chị nha. Phía dưới này thì là em Bình nha, của chú anh chị. Em Bình đang lên trên này. Đây của chú anh chị này, nước rất là đục luôn. Từ hôm nước ở đây cũng khá là to của chú anh chị. Giờ Phúc tiến lên ở trên này thì Phúc sẽ đi câu cá của chú anh chị. Chú anh chị. Rồi, ok, có con này rồi cô chú anh chị. Đây này, cái con này là con đầu tiên mà Phúc đã câu được nha cô chú anh chị. Và phía dưới kia là không biết em Bình nó có câu được hay chưa nha. Cái con này là con khá là to luôn. Lý do là trời đang nắng của chú anh chị. Trời bây giờ đang là 10 giờ trưa. Nên những con cá suối ở trong rừng á, có những mùa trời nắng như này đó, nó cũng ít khi cắn câu của chú anh chị. Chúng ta nên câu buổi sáng sớm hoặc là vào buổi chiều thì đó là rất là hy vọng luôn. Và trời nắng như này được gọi là rồi nha, một là có nhiều hay là không. Giờ Phúc lại tiếp tục thả cái càng câu này xuống của chú anh chị. Nước đục như này của chú anh chị nên cá này mà nếu màu sáng mà Phúc lên đây sớm á thì Phúc sẽ câu là rất là có luôn. Hoặc là vào buổi chiều này nè, tầm cỡ 4 giờ chiều đến 5-6 giờ chiều của chú anh chị thì cá suối ở trong rừng mỗi lần mới đục như này á câu rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà do là trời nắng bây giờ không biết như thế nào. Trời nắng là những con cá suối ở trong rừng của chú anh chị nó hay đi vào những cái buổi nào mà có cái bóng mát á, nó hay cá cũng gọi là tới nắng nắng như này đó, nó hay tìm những bóng mát nó ngủ hay là nó nghỉ ngơi ở trong đó vậy đó. Hôm nay nước to quá của chú anh chị ơi, mà gặp trời nắng như này nữa. Nãy giờ là Phúc câu được có một con mà, và em Bình thì ở dưới kia em Bình đã câu được một con nữa, thì hy vọng là Phúc và lại Bình sẽ kiếm thêm vài con nữa. Tại vì nắng nắng như này cá nó cũng đi tìm chỗ nào mà bóng mát luôn, nghỉ ngơi rồi của chú anh chị. Như vậy là kết quả câu thì không được đâu của chú anh chị ơi, thất bại rồi. Ở Phúc thì được một con cá này, còn em Bình thì ở trên này thì em Bình đang xuống của chú anh chị thì được một con. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đi lấy thêm măng nữa để kho với lại cá này nha. Tại vì đi rừng mà nếu mà hai con cá này á, mình ăn không đủ đâu. Nên Phúc với lại Bình sẽ tiếp tục lấy măng nữa. Thì anh em sẽ kho và làm những cơm trưa của chú anh chị. Để hy vọng là chiều nay sẽ tiếp tục cái chuyến hành trình anh em mình sẽ đi săn rồi nha. Mời của chú anh chị hãy theo dõi hết kênh của Phúc nha. Bởi vì lý do là trời nắng rồi, câu không được. Với lại nước bây giờ nước rất khá là lớn luôn. Giờ Phúc với lại em mình sẽ tiến về trại thôi. Nước bây giờ nó đang tới gần tới ngực của Phúc nha của chú anh chị. Đây nè, trời thì đã lên nắng khá là cao rồi. Kìa. Đó, hồi nãy là Phúc với lại mình câu ở trên đầu nguồn nó xuống của chú anh chị. Về trại thôi của chú anh chị. Đây là ngôi trại nha. Đây là, ở trên này có ngôi trại. Băng qua kia khúc cây to như này nè. Đây là cái lối đi ra đi vô để lấy nước để sinh hoạt nha của chú anh chị. Đây ngôi trại của anh em Phúc đang ở nè. Bởi vì đi rừng á của chú anh chị mình phải có ngôi trại như này nha, còn không thì là không được đâu. Rồi rừng nữa rất là trời mưa rất là nhiều đó. Giờ anh em mình sẽ lấy măng của mình nữa. Tao ở bên anh coi cá. Trời ơi. Không có rửa luôn hả? Rồi. Anh em mình sẽ đi lấy măng thôi các chị. Em lấy dao, em cầm dao chặt măng bên. Chứ hôm nay là hai con này là Phúc thấy là không đủ ăn đâu. Này nãy giờ anh em câu cũng khá là lâu rồi nhưng mà mới có được hai con. Lý do là trời nắng của chú anh chị. Thôi, cá này anh em sẽ để đây để khi nào mà lấy măng xong về làm. Giờ đang đi lấy măng nha. Nãy em thấy khu nào bên? À đây này, có bên. Mấy cái củ này, măng này tuy là nó đã cuối mùa rồi nhưng mà vẫn còn măng.
cái này ha. Lấy cái này đi. Em cứ bẻ này để anh cầm cho. Ok. Mặn khá là non của chú anh chị. Lấy dưa tầm đủ ăn thôi bình hết. Nhiều thì phụ năm. Bên này. Này, bên bên anh là lấy băng cao này được không bên, hai cây này nó cao đi lại được. Măng này mình chỉ lấy vòng vòng gần trại thôi là cũng đủ ăn rồi. Này ta gọi là măng le nhé cô chú anh chị, được rồi không? Chắc được không? À. Thành. Ừ. Chắc được mình có hành em chiều để mình tính những cái món khác tiếp. Sau một thời gian câu cá thì không đủ ăn của chú anh chị, chờ Phúc với lại em Bình á đang lấy một mớ măng để cho ra món ăn ở trong rừng này. Bởi vì đi rừng á mình phải có thức ăn để cho nó, dù mà thức ăn của rừng núi thôi nhưng mà mình chế ra thành cái món của chú anh chị rất là ngon. Và không nói nhiều nữa, giữa trời cũng đã lên nắng và anh em rất là đói rồi, Phúc với lại em Bình sẽ chế ra những món này nha. Đây là món mà Phúc vừa mới kho cá xong của chú anh chị. Bữa nay là thất bại rồi của chú anh chị ơi. Anh này Phúc với lại Bình đi câu cá mà đi tính ra cũng được một tiếng đồng hồ mới được có hai con. Lý do là trời nắng của chú anh chị nha. Bây giờ là cá kho với lại măng rừng. Về phần này thì ly rượu nha. Như của chú anh chị cũng đã biết rồi, mỗi lần Phúc đi rừng luôn luôn phải có ly rượu như này để anh em nhấp nhi cho nó ấm bụng ở trong rừng. Này, những con cá như này của chú anh chị, nếu mà mình mà câu được nhiều á, mình kho thiệt nó khá là tuyệt vời luôn, hay là chiên giòn cũng được ăn được, em cứ tự nhiên. Còn ở cái phần ở ngoài kia thì Phúc đang nấu cơm của chú anh chị, thì phần này là phần đồ ăn. Thì trước khi cơm chín anh em cũng nhấp nhi vài ly cho nó ấm bụng rồi ăn với lại món cá suối rừng với lại măng rừng luôn của chú anh chị. Thôi mời tất cả mọi người luôn nha. Tự nhiên không có rượu thì buồn luôn. Măng rừng này của chú anh chị, mình muốn nước như này á, đổ vô chén như này của chú anh chị mà húp vô á, rất là tuyệt vời luôn. Wow, khá là tuyệt vời. Đặc biệt là khi mà mình nấu đồ ăn mà đang nóng hổi như này á thì ăn cảm giác nó rất là ngon hơn. Măng rừng thì tháng này nó cũng gần hết mùa rồi, nhưng mà anh em lên đây vẫn còn để móc vài củ cho nó để có bữa ăn trong rừng này của chúng chị. Đây này, nước này mình húp như này này, múc múc ra vô chén này của chú anh chị đó.
măng rừng mà. Nói chung là lên rừng là mình chỉ biết là ăn đu rừng thôi. Chứ rừng thì đã là đi rừng mình phải có món rừng nha, chú anh chị. Đây, nhìn này khá là tuyệt vời. Wow. Nước canh mà nóng nóng như này á, nó khá là tuyệt vời luôn. Mà đến khi mà đầy nguội rồi đó, thì ăn nó có cái cảm giác nó không bằng giống là đang nóng như này đâu. Wow, Phúc lại tiếp tục nữa. Bây giờ bụng đang đói của chú anh chị nên mình hút nước như này á, nó càng ngon hơn. Đây nè, múc thêm miếng măng nữa nè. Còn phần cá thì có được 2 con à. Mẹ mình nấu món này luôn. Hy vọng là chiều nay anh em mình sẽ cố gắng kiếm thật nhiều thức ăn nữa của chú anh chị ha. Mời tất cả của chú anh chị nha.